Tổng thống Zelensky, hàng ngàn lính Triều Tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Ngày 1 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine hãy thôi đứng nhìn và hành động ngay để giải quyết sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại Nga trước khi những quân nhân này bắt đầu đối đầu với lực lượng Ukraine trên chiến trường, theo hãng tin Reuters. Trong video đăng trên ứng dụng Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá Triều Tiên đã đạt được tiến bộ về năng lực quân sự, triển khai tên lửa, sản xuất vũ khí và thật không may là giờ đây họ sẽ học được tác chiến hiện đại. Hàng ngàn binh lính đầu tiên từ Triều Tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Người Ukraine sẽ buộc phải tự vệ trước họ, ông nói. Đoạn video dài khoảng 3 phút này xen kẽ những bình luận của ông Zelensky với hình ảnh binh lính Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa cũng như hình ảnh về xung đột Nga, Ukraine và Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Zelensky thông tin Ukraine đã xác định được mọi địa điểm mà lính Triều Tiên được bố trí tại Nga nhưng ông cho biết các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã không cung cấp vũ khí tầm xa cần thiết để Kiev tấn công họ. Nhưng thay vì cung cấp năng lực tầm xa cần thiết như vậy, Mỹ lại quan sát, Anh quan sát và Đức quan sát. Mọi người trên thế giới nếu thực sự muốn cuộc chiến này không lan rộng thì không nên chỉ đứng nhìn. Họ phải hành động. Những lời nói về việc không thể chấp nhận leo thang và lan rộng chiến tranh phải đi đôi với hành động, ông Zelensky nhấn mạnh. Hôm 31 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng khoảng 10.000 lính Triều Tiên hiện có mặt ở Nga, trong đó có 8.000 quân được đưa tới vùng biên giới Kursk của Nga. Hiện tại Nga không phủ nhận việc binh lính Triều Tiên có mặt tại nước này. Trong chuyến thăm Nga, hôm 1 tháng 11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Bình Nhưỡng sẽ ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ quân đội Nga cho đến khi Moscow chiến thắng ở Ukraine. Ông Kim Jong-un lệnh hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh hỗ trợ toàn diện cho Nga trong hoạt động quân sự của Moscow. Đồng chí chủ tịch đáng kính Kim Jong-un đã đưa ra chỉ thị rõ ràng rằng chúng tôi không cần nhìn lại bất kỳ ai, kiên quyết ủng hộ quân đội và nhân dân Nga trong cuộc đấu tranh thiêng liêng của họ. Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son Hui tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 1 tháng 11. Bà Choi khẳng định Triều Tiên sẽ luôn theo đuổi đường lối này. Theo Ngoại trưởng choe Triều Tiên giữ lập trường ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bà cho biết Triều Tiên sẽ đồng hành cùng Nga cho tới khi Moscow giành chiến thắng. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của vị tổng thống Nga đáng kính Vladimir Putin, quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được chiến thắng to lớn trong cuộc đấu tranh thiêng liêng của họ để bảo vệ chủ quyền và bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi một lần nữa đảm bảo với các bạn rằng cho đến ngày chiến thắng, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga. Bà choe nói thêm Nhà ngoại giao Triều Tiên nói thêm rằng Bình Nhưỡng coi sự hỗ trợ này là một chiến lược dài hạn nhằm củng cố liên minh với Nga và đối phó với sức ép từ bên ngoài. Đáp lại, ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự hợp tác rất chặt chẽ đã được thiết lập giữa Bình Nhưỡng và Moscow về quân sự và an ninh. Ông cho biết mối liên hệ chặt chẽ giữa quân đội hai nước sẽ cho phép Nga và Triều Tiên giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng. Chuyến thăm của nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 quân nhân đến huấn luyện ở miền đông Nga và có thể hỗ trợ cho lực lượng Nga gần Ukraine sau vài tuần nữa. Phía Mỹ cáo buộc một số binh lính Triều Tiên dường như đang được triển khai để đối phó với quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, nơi một số lực lượng Kiev vẫn ở lại sau khi mở chiến dịch đột kích hồi tháng 8. Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh. Bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Mỹ và đồng minh từng cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến chống Ukraine và đổi lấy viện trợ công nghệ cho các chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng. Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là người đồng đội bất khả chiến bại với Nga. Ông khẳng định Triều Tiên coi quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc cân nhắc phương án cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hàn Quốc tuyên bố sẽ xem xét tất cả mọi khả năng để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Khi được hỏi liệu Seoul có thể gửi vũ khí cho Ukraine để đáp trả việc Triều Tiên hỗ trợ Nga hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yoon cho biết mọi kịch bản có thể xảy ra đều đang được xem xét. Ông cho tuyên bố Hàn Quốc sẽ theo dõi mức độ tham gia của quân đội Triều Tiên tại Nga và những gì Bình Nhưỡng nhận được từ Moscow. Mỹ vào ngày 31 tháng 10 nghi ngờ rằng quân đội Triều Tiên ở khu vực Kursk của Nga sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine trong những ngày tới. Washington cho biết có 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga. Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine, bao gồm cả thiết bị giả phá bom mìn, nhưng cho đến nay vẫn chưa đồng ý với đề nghị của Kiev về việc cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, ông cho nói rằng Hàn Quốc đang xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra, cân nhắc mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định cụ thể. Hôm 30 tháng 10, một quan chức Hàn Quốc nói rằng Nga có thể sẽ hỗ trợ cho Triều Tiên về công nghệ quân sự và dân sự, vệ tinh và năng lực tên lửa đạn đạo liên lục địa để đổi lấy sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến. Trước đó, Hàn Quốc khẳng định họ sẽ không điều quân nhân tới chiến đấu ở Ukraine nhưng cân nhắc đưa giám sát viên tới để theo dõi các động thái tiềm tàng của Triều Tiên. Cho đến nay, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Trước đó, Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mắc-cơ-va và bình nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin này và Nga khẳng định họ có thể tự chủ trong việc sản xuất quân sự cho chiến dịch ở Ukraine. Cuộc chạy đua vào Nhà trắng đang ở giai đoạn nước rút. Ngay trước thêm cuộc bầu cử, thông tin về việc cử tri bầu cho ông Trump nhưng máy bỏ phiếu tự động nhảy sang tên bà Harris đã gây xôn xao dư luận. Một cử tri Mỹ đi bầu cử sớm tại tòa án Hạt nơi được trưng dụng làm điểm bỏ phiếu sớm, đã chia sẻ rằng bản thân mình đã liên tục bấm chọn ông Trump nhiều lần nhưng đều không thành công. Đến lần thứ thứ bảy, ô chọn bà Harris và phó tướng Tim ở ngay phía dưới lại sáng lên, mặc dù cử tri này không hề chạm vào đó. Giới chức sau đó đã kiểm tra thiết bị. Văn phòng Thư ký hạt Bank Kentucky của Mỹ thông báo cho người hoạt động một máy bỏ phiếu trong ngày 31 tháng 10, ngày bầu cử sớm đầu tiên ở bang. Thư ký hạt Laurel Tony Brown, đảng viên Cộng hòa cho biết, dù nhân viên của ông không thể tái hiện lỗi đó, họ đã cho máy bỏ phiếu trên ngừng hoạt động để mang đi kiểm tra ngay khi nhận được thông tin. Theo yêu cầu của ông Brown, một điều tra viên tới từ văn phòng Tổng trưởng lý bang Kentucky tối cùng ngày đến kiểm tra máy. Sau vài phút thử, người này đã tái hiện được lỗi trên một lần nữa, tuy nhiên không thể làm được lần thứ hai. Ông Brown cho biết, lỗi đó xảy ra khi người dùng chạm vào khoảng trống nằm giữa hai ô chọn và ông cũng không muốn sự cố không may này xảy ra. Ông nói rằng, chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra chính xác, an toàn và bảo mật. Cỗ máy bị lỗi là thiết bị đánh dấu phiếu bầu kỹ thuật số, cử tri bỏ lá phiếu giấy vào rồi chọn ứng viên trên màn hình. Sau khi rút lá phiếu ra, cử tri kiểm tra để đảm bảo không chọn nhầm, sau đó bỏ phiếu vào máy quét gần đó để nhập lựa chọn của mình. Ông Brown nói trước đó chưa từng có ai phàn nàn về cố máy trên và cử tri gặp sự cố cuối cùng đã có thể lựa chọn đúng như ý muốn. Thiết bị này đã được đưa vào hoạt động trở lại, không phát hiện thêm vấn đề gì nữa. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút, khi chỉ vài ngày nữa người dân Mỹ sẽ bầu chọn ra Tổng thống thứ 47 của nước này. Trong cuộc bầu cử năm nay, nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân Chủ cho rằng tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ của tỷ phú Elon Musk có thể giúp ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thắng ở bang Pennsylvania, bang chiến trường gay cấn nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Ngày 31 tháng 10, nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân Chủ David Axelrod nhận định rằng khoản tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày của tỷ phú Elon Musk có thể quyết định người chiến thắng tại bang chiến trường Pennsylvania. Ông Axelrod cho biết trong một chương trình của đài CNN rằng, ở Pennsylvania, nhiều người tin rằng khoản tiền thưởng đó có thể tạo ra cách biệt 50.000 phiếu bầu tại bang này. Nếu thực tế là đúng như vậy, xét đến sự xích sao của cuộc bầu cử năm nay, con số đó thực sự rất quan trọng. Trước đó, trong một cuộc vận động tranh cử cho ông Donald Trump, tỷ phú Elon Musk hứa sẽ trả 100 đô la Mỹ cho mỗi người ký vào kiến nghị cam kết ủng hộ hiến pháp và trả 47 đô la Mỹ khi giới thiệu thêm một người ký vào bản kiến nghị này. Theo vị tỷ phú giàu nhất thế giới, bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị đều được tham gia vào cuộc sổ số trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Những người này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Theo ông David Arcelot, những gì đảng Cộng hòa đang làm là sử dụng tu chính án thứ nhất và tu chính án thứ hai, quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng, như một cách để xác định những người mà họ nghĩ có khả năng sẽ là cử tri của ông Trump. Đầu tuần này, Văn phòng Công tố quận Philadelphia đã đệ đơn kiện Ủy ban Hành động Chính trị America Park của ông Musk để ngăn chặn việc trao thưởng một triệu đô la Mỹ cho những cử tri đã đăng ký ở bảy bang chiến trường. Hồ sơ kiện cáo buộc America Park vi phạm luật thương mại không công bằng và luật bảo vệ người tiêu dùng của Pennsylvania, cụ thể là luật sổ số, số của tiểu bang.